Này, bác định, chuyển sang hội sinh vật cảnh hay sao mà tỉa đào sớm thế? Đâu có, em đang vặt bớt mấy cái hoa tàn này đi để cho mấy cái lộc này nó lên. Này, định chơi đến rằm hay sao? Ôi giời, bác nhìn này, còn nhiều nụ thế này cơ mà. Tiết kiệm quá, tiết kiệm quá. Thôi, cứ để nó ở đây, nếu sống được thì chơi. Sang bên tôi ngồi, tổng kết. Hộp mứt giữ từ Tết đến giờ đấy. À, hóa vàng luôn ạ. Hóa vàng luôn. Thế thì bác chờ em một tí. Có cái món gì đây? Em có cái này. Góp cùng với bác cho nó vui ha. Này, tôi có cái nguyên tắc ấy là không uống rượu trong khi làm việc. Đấy là ngày thường. Còn bây giờ là Tết ra thì bây giờ thì coi như là còn chút nào Tết thì anh em mình gọi là làm một tí cho nó thùng thừng cái khí xuân nhé. Được rồi. Vâng, phá lệ. Đi. Rồi, sang đây. Bàn ghế nó phải đàng hoàng. Đây. Đây một chén. Đây. Thơm lắm. Toàn mùi dầu chuối rồi bác ạ. Ấy da, thế à? Đúng là Tây có khác. Mình quen uống rượu nút lá chuối. Này, chú Bơm này. Dạ. Tôi nghe thấy bảo là năm nay rượu dởm nhiều lắm đấy. Nói thật với bác ấy, em cũng chẳng dành cái loại này lắm đâu. Nhưng mà cứ gom cái hôm mùng sáng hôm mùng 2 ấy, thằng em họ đến chúc Tết, cơm nó cầm đến nó uống cho nó say quá rồi nó để quên lại thế thì em có biết thế nào rồi mang ra uống nốt thì bác thế hơn. Vâng. Thôi được rồi. À. Đúng là Tây, thơm quá. Vâng. Thôi, năm mới chúc chú mạnh khỏe, vâng, hạnh phúc, nhiều người thủng lốp, nhiều người thủng xăm, nhiều người gãy vành nhá. Nói đùa chứ, nghe bác chúc em cũng mát hết cả lòng. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh mà nhiều người bị hỏng xe em cứ thấy nó nào thế nào ấy. Thôi được rồi. Thế bác chúc em thế thì em cũng xin chúc bác là sang năm mới sức khỏe là cái đầu tiên đã. Rồi. Thế còn nhiều đơn thư tố cáo kiện tụng, thư nặc danh là cứ tùm lum hết cả lên, làm không hết việc. Bệnh nghề nghiệp của anh em mình không có cái khoản đấy thì lấy đâu ra mà kiếm cơm. Nhưng mà nhắc đến thế tôi cũng thấy buốt hết cả ruột. Năm nay mà đơn thư kiện tụng nhiều thì các bác ở phường mệt lắm. Phường cái gì đấy? Ôi giời, đúng là chào Tết nhất cán bộ. Vui cứ như Tết nhỉ? Vâng vâng. Nhân dịp đầu xuân năm mới xin chúc hai bác là sang năm mới sức khỏe, mạnh khỏe, bình an, năm mới thắng lợi mới, thời cơ mới. Chú chúc mà cứ như là treo băng rôn này khẩu hiệu ấy nhỉ. Bác Phô là bác văn vẻ nhiều chữ mà. Em thì nôm na thôi. Em sang năm mới là chúc hai bác là luôn luôn vui vẻ. Các bác gái ở nhà là luôn luôn tươi trẻ. Các cháu là luôn luôn mạnh khỏe. Và có thêm nhiều gia đình mới mẻ. Bác có ý kiến đấy. Câu này cũng chúc mình như thế, gia đình mới mẻ. Tốt. Tức là chúc bọn tôi năm mới là thanh lý được vợ cũ, có thêm vợ mới. Chết. Hai bác lại hiểu như thế. Mời hai bác ngồi. Mời hai bác ngồi. Em là em muốn nói là vợ chồng sống với nhau lâu ngày rồi thì là phải luôn luôn tìm ra những cái mới mẻ của nhau để hấp dẫn nhau để sống nó hạnh phúc hơn chứ các bác lại hiểu thế thì chết rồi. Này, thế là nhân dịp mọi người cũng có cái lời chúc thì tôi cũng có một câu. Dạ vâng. Cũng chúc mọi người sang năm mới làm ăn là phải tiến tới. Vâng. Nhưng riêng cái việc mà vợ chồng là không được phép cơi nới. Năm mới mà được hai cán bộ xuống thăm như thế này thì đúng là vui quá. Nhất bác Phô rồi đấy. Năm mới mà được cả hai cán bộ của phường ấy xuống đây mà uống cùng chén rượu thế này đúng. Này. Nhưng mà nhắc nhá. Đấy. Cái này năm mới lốp treo thế này là không được. Chú để cái lốp nó đen xì xì chú treo cái này thì có khác gì phường ta làm sao mà có thể mở mang mặt mũi này được, làm sao sáng sủa được. Đen lắm. Đen lắm. Thế ạ? Hạ ngay xuống đây, không tôi phạt bây giờ đấy. Ấy chết. Chết. Bà. Này, chết. Năm mới thôi chú rót mời các bác cái chén rượu, vâng. Ai lại phạt nhau thế, xui cả năm thì chết. Vâng, thôi được rồi. Thì các bác cứ ngồi đây rồi tí nữa là lát em hạ xuống, em còn mấy cái lốp sao vàng màu đỏ nữa. Cả năm là phường mình cứ đỏ loét. Thôi thì chả mấy khi mà các chú bác xuống. Cũng nói đấy thôi, chứ còn thực ra thì
biên lai thuế phạt cũng để ở trên phường rồi. Tết ai mang theo? Thôi thì đầu năm ta nói chuyện vui, bởi các bác à uống là lì rượu xuân cho mọi thứ nó vui vẻ. Hay đấy, này này này, dạ. Hai ông này khéo nhỉ? Có được làm vài chén thôi nhá. Trời sáng uống nhiều lắm rồi. Dạ. Thế ạ. Uống xong đây là anh em mình còn phải về chỗ địa chính ấy nhá. Uống tiếp xong rồi. Dạ thế thế. Dạ đầu xuân năm mới các bác không làm việc à? Tết đầu năm ai làm việc? Làm việc như thế là xui lắm. Được quanh năm cả năm làm quần quật chết sự. Thế này nhưng em tưởng là mấy ngày nghỉ Tết của cán bộ công nhân viên là hết rồi. Hôm nay là ngày làm việc bình thường mà. Vâng, hết Tết rồi chứ. Ai điên lên trụ sở ngày này? Đầu năm ai giải quyết? Phải ra Tết chứ. Đúng. Ra Tết á? Tôi nghĩ các cơ quan người ta đã đi làm bình thường rồi mà. Ông hay. Tôi nghĩ chúng tôi đang đi chơi à? Đi làm đấy chứ. Nó có ai ở nhà đâu. Thế hỏi khi không phải thì từ sáng đến giờ hai bác làm được những việc gì rồi ạ? Vâng. Sáng bọn này bận lắm. Sáng sớm đã lên trên quận đi chúc Tết các phòng ban. Thế mà hết cả buổi sáng này. Rồi chưa thì ngày đô thị ấy. Này là hóa vàng. Thầy lắm. Trong chiều tiếp mấy hành chính mới bán tát lả. Gấm làm sao toàn móm ấy. Móm. Con lại bố. Ủ ba bán liền. Nút của tôi hơn nửa triệu ấy. Này ông đừng có đặt điều nhá. 500 nghìn nửa triệu nữa. Hai ông làm chứng cho tôi hơn 500 nghìn mới hơn nửa triệu thì là thế nào? Thế là hơn nửa triệu rồi còn gì bác? Hai bác này, hai bác đúng là vui tính thật. Thế nhưng mà từ sáng đến giờ không có bà con nào lên phường xin chứng nhận à? Ai lên hôm nay? Đây như các chú này, chè chén lướt thướt ở trên này. Thế như chú đã làm được cái xăm nào từ sáng chưa? Chưa bác ạ. Hôm nay bác tính xe cộ đi lại là cứ bon bon, chả ai thủng lốp vá xăm gì cả bác. Đấy, ai thà làm việc những ngày này, đúng không? Ai cũng thơi thới chơi xuân như này. Thế như anh em nhà tôi này, đang định sang nhà lão Địa Chính giờ. Ôi nói là có chai rượu mới cất được quê ngọt lắm. Rồi vợ, bà vợ bà ấy còn kiếm được cái loại gà tây hun khói. Có kia nhà mình phải ngồi tan tẩm ấy. Thôi thôi, ngồi hết rồi làm việc thôi. Tôi phải về, còn cùng với vợ chuẩn bị mai về quê họp họ. Ôi chết, ông đừng quên mai anh em mình còn sang phường bên để chúc Tết à? Ôi thôi thôi, mai ông đi với ông lãnh đạo phường ấy. Tôi đã lên kế hoạch rồi không bỏ được. Bỏ rồi là năm tới đội kế hoạch lên rồi là vỡ kế hoạch là xùi lắm nhá. Này thì các bác này, sáng ngày mai em định lên phường là xin các bác cái xác nhận để mà đi làm cái bằng lái xe máy. Thế thì không có ai giải quyết. Cứ lên. Gặp ai thì giải quyết, mà nếu không gặp thì cứ về đừng ngại. Vấn đề là không phải em ngại cái chuyện đi lại từ đây lên phường, nhưng mà lên thì nó cứ mất việc ra. Ôi giời ơi, cứ lo bỏ trắng răng. Chú nên nhớ là một năm có 365 ngày nhá. Hôm nay chú lên không được thì ngày mai không được ngày kia, tiếp tục lo cái gì. Nhưng mà các bác thì bận hết cả cái tuần này rồi còn gì. Thế thì bận hết tuần này nào. Chú nói lại nhỉ, hai tuần nữa mới hết việc. Đúng. Hai tuần. Thế hết Tết rồi mà các bác chơi thêm hai tuần nữa mới làm việc hay sao? Tết hết lâu rồi mà. Tết là chỉ có 3 ngày. Nhưng tôi chơi xong 3 ngày Tết rồi tôi tiếp tục tôi chơi xuân. Chơi xuân. Thế chú không nghe các cụ nhà tao có cái câu là tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Giữa Tết và xuân là hai cái khác nhau. Không liên quan. Thế các bác sau hai cái tuần chơi xuân ấy, các bác có định làm việc bình thường không ạ? Sao được làm việc nhỉ? Làm việc bình thường nhỉ? Lên kế hoạch hết rồi. Công đoàn ấy tổ chức cho anh em đi đền thờ miếu mạo phía Bắc ấy, nhớ không? Đúng rồi. Mới xây mấy cái đền riêng lắm, cầu được ước thấy. Lại nói đền, mỗi đền có một cái kiểu thiêng riêng. Có đền cầu là cờ bạc này, có đền chuyên cầu về con cái này, có cơ đền để cầu hạnh phúc này, có đền để lễ hôm trước hôm sau về bỏ vợ lấy ngay được vợ mới. Lạ thế này. Em hỏi bác cái này. Thế bác có biết có cái đền nào mà chỉ cần lễ thôi mà lập tức có khoảng 10-20 cái xe cùng thủng lốp và gãy vành cùng một lúc không? Chết, chúng làm thế thì quá là tai nạn. Phải thôi, tôi một. Quán bộ, muốn một cái đền thì hiệp hội sửa xe quốc tế của chú tự bỏ tiền ra xây, đến một khấn. Này, hai bác này, tôi hỏi khí không phải. Thế sau hai cái tuần này các bác chơi thế, thì đến cái tuần thứ ba thì chắc các bác phải làm việc bình thường như mọi cơ quan chứ gì? Vâng. Chưa. Chưa làm. Chưa. Tôi, tí chết.
còn đi lại ấn đền Trần nữa. Chết. Ừ, bỏ làm sao được. Này, đi thì sớm đấy. Cái ấn đền Trần là quan trọng lắm ấy. Anh em mình phải nhanh chóng cướp cái ấn này về cho làm việc cho nó là hanh thông. Hết nhá. Đây. Làm một quẻ xem là mình có cướp được ấn đền Trần không? Ông Thảo đây thôi. Này, cán bộ phường đi chơi xuân, mang theo cả phụ tùng. Quá được! Dương cả đấy, ngửa hết cả rồi. Thế là chúng ta đã cướp được ấn rồi. Nhân tiện đây là đủ chân nhá. Ta làm ván ta lả nhá. Thôi. Đầu xuân. Bọn tôi không chơi. Ôi, ngoài đường, ngoài chợ không. Tí đến nhà lão Địa chơi thoải mái hơn. Ông thích cái này, đá phát ăn luôn. Tôi ông làm một quả đấu đít. Tôi hộ nhá. Đầu cộng đít và cộng thêm một con ở giữa. Bên nào? Không, tôi lấy con bên này. Đây. Từ từ. Om. Ôi, ba ba. Sao lại ba ba? Đây. Đang om ba ba chuối đậu. Úi giời ơi. Rồi. Cái gì hả? Lấy lại nước bao rồi. Chín nước. Này, 30 chưa phải là Tết nhá. Đây để cả tròn 10. Đấy, dạ à. Mời ông xem. Đấy, cái gì đấy? Cậu con ở giữa. Đây, cậu con ở giữa đó này. Đúng 10 rồi, đúng 10 rồi. Đèn thi. Sám chết hai nhát rồi gì. Bác như thế là bác thua hơn nửa triệu bây giờ vào phát này nữa. Là hơn 6 năm rồi. Này, đi làm như các bác này vui thật. Ngày nào cũng thế này, có khi còn vui hơn cả Tết. Đấy, vui hơn Tết. Tết như chính là bọn này phải ở nhà với vợ con đi thăm ông bà nội ngoại buồn lắm. Ra Tết anh em có bạn có bầu này lang thang nhậu chút ngày thì chứ. Sướng thế. Các bác này, đúng là sướng thật. Chứ em mà ra Tết mà không đi làm ngày chết đói. Này, có thích làm bảo vệ tôi xin cho một chân. Đúng rồi. Được thế thì tốt quá còn gì nữa. Thôi, ôm làm bảo vệ cơ quan các bác thì suốt ngày ngồi trực để mà cho các bác đi chơi xuân như thế này. Còn chán nữa. Chú cứ ở nhà đây, bơm vá cho nó lành chú. Alo, đây, ông đi à? Ở đây, đang đặt trên đường đi. Rồi, anh em đến hết. Rồi, đi. Rồi, đến ngay. Thế nào rồi? Lão Địa chính gọi. Cơm làm xong rồi. Có thế nào? Đến ngay ông nguội mất đi. Ta lên lòng thôi. Rồi đây là chào chú nhá. Vâng. Chào bác. Vợ con nhà nhá. Vâng. Cảm ơn các bác. Mấy tao vui vẻ nhá. Vâng. Anh em mình lại đi thôi nhỉ. Đến đừng nói là uống đằng kia rồi nhá. Không. Uống. Không như là chết. Cẩn thận nào. Ôi, có đi được không? Rồi. Mấy ông cán bộ thế này thì dân trông cậy vào đâu? Cán bộ gì, mấy ông này lon ton trên phường thôi. Thế còn có lý. Chứ đi làm mà kiểu như mấy ông này thì sướng thật.